Giảng lão gia gia tài không thiếu, chỉ mong có thể lọt vào mắt quý nhân, có giao hảo là tốt lắm rồi, vì thế giảng lão gia nảy ra ý nghĩ kén rễ cho nữ nhi giảng Minh Thư. Gia đình có địa vị dĩ nhiên không thể nào, chỉ có thể đưa mắt nhầm tới những vị sĩ tử nhà nghèo mà thôi. Vì vậy giáng lão gia quăng lưới, chọn ra vài người để dốc lòng bồi dưỡng, tặng vàng đưa bạc, chỉ đợi bản vàng vừa hạ thì bắt rễ. Lục Thản chính là một con cá trong ao cá của giảng gia, lại bị Minh Thư liếc mắt một cái nhìn trúng, sớm đặt vào trong lòng. Nhưng Lục Thản vô tình, lại hận giảng gia tạo ân để cầu báo, chưa bao giờ có sắc mặt tốt với giảng Minh Thư. Ngày yết bản thi hương, giảng Minh Thư và Lục Thản quyết tuyệt, hai người phân rõ giới hạn, không còn ân oán. Việc này đến đây vốn đã chấm dứt, từ đây hai người nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Nhưng sau đó, lúc Lục Thản còn chưa rời đi Giang Ninh phủ, giảng gia lại gặp kiếp nạn, giảng lão gia qua đời, giảng Minh Thư trọng thương. Vì báo ân, Lục Thản cứu giảng Minh Thư, nhưng không ngờ nàng mở mắt đã quên hết chuyện trước đây, hắn quyết định dẫn nàng theo lên kinh thành, nói dối nàng là em gái hắn, từ đó giảng Minh Thư có thân phận Lục Minh Thư. Giữa lúc tên tuổi của Lưu Dục Hiểu đang nhận nhiều sự chú ý, những hình ảnh của cô trong lễ khai mấy dự án mới mang tên Bản Thượng Giai Tế đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Netizen đánh giá tích cực đối với tạo hình giả trai của Lưu Dục Hiểu. Họ nhận xét rằng dù vẫn nhìn ra nét con gái, thế nhưng trông không hề bị gai mắt. Đảm nhận vai nam chính là Vương Tử Kỳ. Có một chi tiết thú vị, Lưu Dục Hiểu từng đóng chung với Vương Tử Kỳ trong Ngọc Cốt Giao. Ở bộ phim này, nhân vật của họ có mối quan hệ em dâu, anh rể. Tuy nhiên ở Bản Thượng Giai Tế, họ sẽ yêu nhau và điều này khiến netizen thích thú, cùng mình hóng phim nhé.